Xin gửi chào tới toàn thể cô chú anh chị em đang xem kênh YouTube của em ngày hôm nay. Em là Quỳnh Phạm và hôm nay lên sóng với tất cả mọi người thì em có một cái thông báo hàng vừa mới về kho và muốn lên đây thông báo tới toàn thể anh em có nhu cầu chúng ta mua dòng sản phẩm nào ở tại cái video này thì chúng ta cứ alo hoặc nhắn tin trực tiếp cho em nha. Đối với dòng sản phẩm ngày hôm nay đó chính là những cái phụ kiện mà chuyên dụng để cho anh em chúng ta làm lưới chim đêm hoặc là lưới chim ngày đây các bác. Tổng hợp lại tất cả các mẫu giường bên em Quỳnh đang cung cấp ra thị trường và đang trực tiếp gia công lưới cho tất cả anh em, đó chính là giường cước lúc này. Đó, giường cúc lúc vàng như thế này và dòng giường dù này, hay nhiều anh em còn gọi là giường này là giường chỉ đấy các bác. Và một điều nữa đó chính là giường chỉ cào này, anh em chỉ cào này chuyên dụng để làm giường lưới thì quá trời là đẹp luôn, một chất liệu rất là cao cấp anh em nhá. Đó, tất cả những cái loại này em đã tổng hợp và em đã lựa chọn để sàng lọc ra những cái loại chất lượng nhất, sản phẩm ok nhất để đưa tới tay anh em. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết về từng loại. Đối với sản phẩm cước lúc này thì em có từ số 6 này, số 6, số 8 và số 10. Đấy anh em nhá, số 10 là số to nhất. Đây sản phẩm cước này là cước vàng như này, độ bền rất là cao và quan trọng nữa nó rất là dai lưới nha anh em nhá, rất là dai sợi này, anh em làm lên kéo thoải mái luôn nha anh em nhá. Đây là dòng cước đúc để làm giường lưới này anh em này. Và chuyển qua nữa thì đối với sản phẩm giường dù này, anh em còn gọi là giường chỉ đấy anh em. Giường chỉ này thì nó sẽ có 3 sợi xe như thế này. Đây anh em quan sát kỹ giúp em này. Hàng này này sẽ 3 sợi xe này anh em nhá. Đấy 3 sợi xe này, 3 sợi xe vào với nhau này. Trong những từng sợi này nó có rất nhiều sợi chỉ quấn lại với nhau. Đấy sẽ có 1, 2, 3 sợi xe lại với nhau này anh em này. Đó, xe 3 sợi và em sẽ đo cho anh em xem nhá. À, cái này nó ngang với lại dòng cước 10 nó to hơn một tí anh em ạ. Đó, nó sẽ to hơn một tí anh em nhá. Đây em quay xa anh em xem. Nó sẽ to hơn cước 10 một tí đây. Cái giường này anh em làm lưới, tàng hình các thứ rất nhiều ok. Đó, sản phẩm này nó dơ to như kiểu cái tăm nhọn hai đầu khêu ốc ấy. Đấy anh em quan sát kỹ này. Đó, dù quá trời là đẹp luôn. Cái này làm dù giường thì bao sướng luôn, anh em nhìn thấy không? Đó sợi của nó này. Đó, hàng này thì làm giường dù nhá. Giường dù để chúng ta làm lưới tàng hình, lưới chim đêm đều rất là ok. Ngoài ra nữa là cái dòng chỉ cào mà em hết hàng khá chi là lâu rồi, hết hàng theo phải tầm 1 tháng nay rồi và hôm nay lại về lại hàng và em phải lên đây cho anh em xem luôn. Đó chính là dòng chỉ cào của Thái Lan này. Hàng này đều có tem cào từ thế hàng chính hãng luôn anh em nhá. Tem xác thực này anh em nhìn rõ này, thương hiệu con gà trống này. Hàng này hàng chuẩn Thái Lan luôn anh em nhá, không phải là hàng nhái vớ vẩn đâu anh em. Đó, anh em nhận hàng ở bên shop em anh em biết rồi. Đối với này thì nó có sợi 18 và sợi 15. Đó, quy cách đóng gói của nó sẽ có một cục nhỏ và một cục to. Loại cục nhỏ thì khi anh em đặt hàng thì nó sẽ có, sẽ ví dụ lấy 1 cân thì nó sẽ có 2 cục này. Còn nếu anh em lấy 1 cân cục to thì nó sẽ có 1 cục này. Đấy anh em lưu ý khi đặt hàng nhá. Đấy nó sẽ có 2 quy cách đóng gói, một loại là nửa cân và một loại là 1 cân. Đó, đối với sản phẩm chỉ cào này em sẽ có cỡ 15 và cỡ 18, hai cỡ mà anh em mua nhiều nhất và em cũng sử dụng để đóng lưới cho anh em là hai loại chỉ cào này. Thì anh em có nhu cầu sử dụng dòng này mua về để chúng ta tự làm lưới theo ý thích của chúng ta thì có thể nhấc máy lên alo trực tiếp cho Quỳnh Phạm. Em sẽ gửi về tận nhà cho mọi người uy tín luôn nha anh em nhá. Riêng đến với cơ sở của Quỳnh Phạm, em cam kết các bác em uy tín luôn. Đấy, chưa có bao giờ em không bao giờ treo đầu dây bán thịt chó đâu, cho nên anh em yên tâm nhá. Tại vì bán hàng cho các bác là phục vụ các bác phải tận tình, phải đúng cái tâm của mình chứ lừa lọc làm gì mấy trăm nghìn phải không anh em. Đấy anh em có nhu cầu sử dụng dòng sản phẩm nào thì cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho Quỳnh Phạm nhá. Còn những cái dòng chỉ cào thì em không nói nhiều nữa, những video khác em đã giới thiệu rất là chi tiết rồi, chất lượng thì anh em đã dùng qua anh em đã biết rồi, em không nói lại ở đây nữa nha các bác nhá. Em chỉ lên đây và thông báo cho anh em là hàng về kho quá trời nhiều luôn. Hiện tại em chỉ đặt ra ở đại diện ở đây để làm video cho anh em xem để nhận được thông tin thôi. Các bác có nhu cầu mua sản phẩm nào hãy alo cho em nha. Và ngoài sản phẩm này ra thì bên em nhận gia công lưới đầy đủ cho anh em từ A đến Z, từ các loại lưới đánh chim ngày chim đêm, đầy đủ các loại phụ kiện săn bẫy loa đài âm ly đầy đủ nhá. Chúc tất cả cô chú anh chị em chúng ta xem video vui vẻ nha. Anh em xem video thấy hay nhớ ấn đăng ký kênh trước khi thoát video nha mọi người. Cảm ơn tất cả bác đã ủng hộ em trong thời gian qua nhá. Chào các bác và chúc anh em đam mê và thành công hơn nữa. Hẹn các bác video lần sau.